Vũ trụ là một không gian vô cùng rộng lớn, ẩn chứa trong nó biết bao điều bí ẩn mà con người chưa thể giải mã. Chính vì vậy, công cuộc khám phá vũ trụ luôn là đề tài thu hút các nhà khoa học và những người yêu thích thiên văn. Đã bao giờ bạn có ước mơ rằng bạn sẽ được ngồi trên những chiếc phi thuyền có vận tốc tương đương với tốc độ ánh sáng để chu du khắp dải ngân hà khám phá vũ trụ hay không? Tôi nghĩ là có đấy. Đó không phải chỉ là ước mơ của riêng bạn, mà đó là ước mơ của cả nền khoa học của nhân loại. Và hôm nay, tôi sẽ giúp bạn thực hiện được ước mơ đó. Trước tiên, tôi xin giới thiệu, đây là một con tàu vũ trụ tương lai mang tên Tốp Thú Vị. Nó có thể bay với vận tốc 300.000 km/giây, tương đương với vận tốc của ánh sáng. Và đây sẽ là phi thuyền đưa các bạn đi trong suốt hành trình đến tận cùng của vũ trụ. Hải Yến xin phép được làm cơ trưởng và kiêm hướng dẫn viên cho các bạn. Tôi xin lưu ý với các bạn rằng, chuyến đi của chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian và gặp rất nhiều trở ngại. Nếu bạn thật sự e ngại những điều đó, bây giờ bạn thay đổi quyết định vẫn còn kịp. Còn nếu bạn đã sẵn sàng hành trình cùng với Tốp Thú Vị, xin mời các bạn hãy thắt dây an toàn để chuyến hành trình được bắt đầu. Chào mừng các bạn đến với chuyến hành trình đến tận cùng vũ trụ trên con tàu mang số hiệu Tốp Thú Vị. Con tàu vừa khởi hành từ bệ phóng được mang tên Mặt Trời, ngôi sao duy nhất trong Thái Dương Hệ. Sở dĩ Tốp Thú Vị đặt bệ phóng của con tàu tại đây là bởi vì nơi đây là trung tâm của hệ mặt trời. Chính vì vậy, khi hành trình của chúng ta bắt đầu từ đây, các bạn sẽ có những góc nhìn chính xác hơn về vũ trụ. Đương nhiên, đây là một con tàu du hành giả định trong tương lai của Tốp Thú Vị, cho nên việc nó xuất phát từ mặt trời và bay với vận tốc tương đương với ánh sáng thì các bạn không nên quá bận tâm. Chúng ta hãy tập trung vào chuyến hành trình mà nó sẽ đưa các bạn đi. Xin lưu ý với các bạn rằng, bên góc phải màn hình là đồng hồ báo thời gian mà chúng ta đã di chuyển. Đây còn được coi là khoảng cách trong vũ trụ tính theo thời gian quãng đường mà ánh sáng đi qua. Hiện tại, chúng ta đã khởi hành được khoảng 1 phút. Tàu du hành Tốp Thú Vị đang cách mặt trời 18 triệu km. Ở khoảng cách này, các bạn có thể nhìn thấy mặt trời của chúng ta hiện lên như một khối cầu lửa rất lớn. Đương nhiên, ở tại vị trí này, con tàu đang phải chịu một nhiệt lượng rất lớn đến từ mặt trời. Nhưng các bạn hãy yên tâm, tàu du hành Tốp Thú Vị được chế tạo một lớp vỏ đặc biệt. Nó có thể giúp chúng ta chống chọi với những sức nóng khủng khiếp do mặt trời tạo ra. Kìa rồi, các bạn có nhìn thấy không? Đó là Thủy Tinh, hành tinh gần mặt trời nhất trong Thái Dương Hệ. Ở trên Thủy Tinh có sự biến đổi nhiệt độ lớn nhất trong số các hành tinh của hệ mặt trời. Ban ngày, nhiệt độ có thể lên tới 427 độ C. Nhưng ban đêm, nhiệt độ lại hạ xuống âm 173 độ C. Đây quả thực là một môi trường khắc nghiệt trong hệ mặt trời. Quỹ đạo của Thủy Tinh là một hình elip hẹp, điểm cận nhật nó cách mặt trời khoảng 70 triệu km, còn điểm viễn nhật cách mặt trời 46 triệu km. Chính điều này đã góp phần tạo nên sự chênh lệch nhiệt độ cực lớn của Thủy Tinh. Và để tàu du hành bay qua quỹ đạo của Thủy Tinh, chúng ta chỉ mất chưa đến 4 phút để thực hiện điều đó. Vượt qua quỹ đạo của Thủy Tinh, chúng ta đang đi tới Kim Tinh, hành tinh chị em của trái đất. Để bay được đến Kim Tinh, tàu du hành của chúng ta phải mất tới 6 phút mới thực hiện được điều đó, bởi vì Kim Tinh có quỹ đạo cách mặt trời 108 triệu km. Tuy đây là hành tinh thứ hai tính từ mặt trời, nhưng Kim Tinh được biết đến là hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời. Nhiệt độ ở đây có thể lên tới 470 độ C. Phần đa các nhà khoa học cho rằng do khí quyển trên Kim Tinh chủ yếu là carbon dioxide nên hiện tượng hiệu ứng nhà kính cực lớn làm cho bề mặt của hành tinh này nóng lên. Có một điều thú vị là, nhìn từ trái đất, Kim Tinh là hành tinh sáng nhất được quan sát bằng mắt thường. Nó đạt độ sáng lớn nhất ngay sát thời điểm hoàng hôn hoặc bình minh. Chính bởi vậy, dân gian hay gọi là sao hôm khi hành tinh này mọc lên lúc hoàng hôn và sao mai khi hành tinh này mọc lên lúc bình minh. Vượt qua Kim Tinh, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay ngôi nhà thân yêu của mọi loài sinh vật, đó là trái đất, hành tinh duy nhất được biết đến là có sự sống tính đến thời điểm hiện tại. Tàu du hành Tốp Thú Vị sẽ mất khoảng 8 phút để bay từ mặt trời đến trái đất. Nhìn từ vị trí này, trái đất của chúng ta hiện lên thật đẹp đúng không? Vì đây là hành tinh rất thân thuộc với chúng ta, nên Hải Yến sẽ không giới thiệu quá nhiều về nó. Hiện tại, chúng ta đã khởi hành được khoảng 10 phút. Lúc này chúng ta bắt đầu nhìn thấy được Hỏa Tinh, hành tinh thứ tư trong Thái Dương Hệ. Nó thường được gọi với cái tên khác là hành tinh đỏ. Do sắt oxit có mặt rất nhiều trên bề mặt của hành tinh, làm cho bề mặt của nó hiện lên với màu đỏ đặc trưng. Có nhiều người tin rằng, ở trên Hỏa Tinh đã từng tồn tại nước và xuất hiện sự sống. Cũng có người cho rằng, sự sống trên trái đất đến từ Hỏa Tinh.
Thực hư của những câu chuyện này vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng phải nói rằng hành tinh đỏ vẫn là một trong những hành tinh hấp dẫn nhất mọi thời đại. Ngoài ra, trên hỏa tinh có ngọn núi Olympus Mons, nó được xác nhận là ngọn núi cao nhất hệ mặt trời. Và để bay đến hỏa tinh, chúng ta sẽ phải mất hơn 12 phút để thực hiện được điều đó, bởi vì hỏa tinh cách mặt trời 227 triệu km. Xin quý vị hãy giữ bình tĩnh, đó là báo động khi tàu du hành gặp các tiểu hành tinh của hệ mặt trời. Lúc này chúng ta đang bay qua vành đai tiểu hành tinh, nó nằm giữa hỏa tinh và mộc tinh. Chúng ta sẽ phải bay qua nó trong khoảng thời gian 8 phút, từ phút thứ 19 đến phút thứ 27. Bởi vì vành đai này, nó mở rộng từ 2,3 đến 3,3 AU, bề rộng của nó tương đương với khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Nơi đây được biết đến có hàng nghìn các tiểu hành tinh có kích thước lớn hơn 1 km và có hàng triệu các vật thể nhỏ hơn. Dù có số lượng lớn như vậy, nhưng tổng khối lượng của vành đai này nhỏ hơn khối lượng trái đất 1.000 lần. Tàu du hành của chúng ta được thiết kế vỏ ngoài rất chắc chắn, nên những tiểu hành tinh này sẽ không gây nguy hại cho con tàu được. Các bạn hãy bình tĩnh ngồi quan sát và chiêm ngưỡng vành đai tiểu hành tinh này nhé! Vượt qua vành đai các tiểu hành tinh, chúng ta đang trên đường tới Mộc Tinh, hành tinh thứ 5 tính từ mặt trời. Để đến được Mộc Tinh, tàu du hành sẽ phải mất khoảng 43 phút mới di chuyển đến nó được, bởi vì Mộc Tinh cách mặt trời khoảng 778,5 triệu km. Tuy đây là một hành tinh khí, khối lượng của nó chỉ bằng 1 phần 1.000 khối lượng của mặt trời, nhưng nó lại gấp 2,5 lần tổng khối lượng của tất cả các hành tinh khác cộng lại. Chính vì vậy, Mộc Tinh được mệnh danh là hành tinh anh cả của hệ mặt trời. Kia rồi, đó là tàu thăm dò Juno của NASA đang hoạt động thăm dò và khám phá Mộc Tinh. Nó đang gửi về trái đất những hình ảnh chất lượng về những hoạt động của Mộc Tinh. Ở trên Mộc Tinh, có một cơn bão nổi bật được mệnh danh là vết đỏ lớn. Nó đã tồn tại được hơn 300 năm. Trong quá khứ, kích thước của nó có thể chứa vừa 3 trái đất ở trong lòng tâm bão. Bây giờ, quý khách sẽ có khoảng 36 phút nghỉ ngơi trước khi tàu du hành đi đến Thổ Tinh. Đây rồi, chúng ta đã đến được Thổ Tinh. Tàu du hành đã phải mất tới 1 giờ 19 phút mới bay được tới Thổ Tinh, bởi vì đây là hành tinh cách mặt trời khoảng 1,433 tỷ km. Các bạn có thể quan sát thấy, nổi bật trên Thổ Tinh là một vành đai tuyệt đẹp. Đây là vành đai mở rộng nhất trong tất cả các hành tinh của hệ mặt trời. Có một điều thú vị là, chu vi vòng ngoài của vành đai có thể bằng khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, nhưng nó chỉ dày khoảng 20 mét, và đây được mệnh danh là vành đai siêu mỏng của hệ mặt trời. Ngoài ra, ở trên Thổ Tinh, một ngày chỉ tương đương 10,5 giờ trên trái đất, nhưng một năm lại tương đương gần 30 năm trên trái đất. Chính vì vậy, nếu có ước mơ, Hải Yến chỉ mong sống được 3 năm của Thổ Tinh là đã thấy tuyệt vời rồi. Bây giờ chúng ta đang cách mặt trời khoảng 2 giờ 40 phút bay với tốc độ ánh sáng, tức chúng ta đang cách mặt trời 19,23 AU. Ở khoảng cách này, đó là vị trí của Thiên Vương Tinh. Đây là hành tinh thứ 7 tính từ mặt trời. Hành tinh này có bầu khí quyển lạnh nhất trong số các hành tinh của hệ mặt trời, với nhiệt độ cực tiểu của nó có thể xuống tới âm 224 độ C. Đây chắc chắn không phải là môi trường lý tưởng cho những ai sợ rét. Có một điều thú vị ở Thiên Vương Tinh, đó là trục quay của hành tinh nghiêng một góc khá lớn, khoảng 98 độ. Chính vì vậy, cực Bắc và cực Nam của hành tinh này gần như nằm tại vị trí xích đạo so với những hành tinh khác. Hai vùng cực nhận được nhiều năng lượng ánh sáng mặt trời hơn vùng xích đạo. Tiếp theo, Hải Yến mời các bạn du hành đến hành tinh thứ 8 tính từ mặt trời, đó là Hải Vương Tinh. Để bay được đến đây, tàu du hành sẽ phải mất khoảng 4 giờ 10 phút mới bay đến được, bởi vì Hải Vương Tinh cách mặt trời khoảng 30 AU, tức 4,5 tỷ km. Đây là hành tinh lớn thứ tư về đường kính và lớn thứ ba về khối lượng, và nó là hành tinh có khối lượng riêng lớn nhất trong số các hành tinh khí trong hệ mặt trời. Ở vị trí này, chúng ta nhìn lại mặt trời thì nó bắt đầu nhỏ bé và mờ nhạt dần đi. Hải Yến xin lưu ý với các bạn là, bắt đầu từ vị trí này trở ra, tàu du hành Tốp Thú Vị sẽ hiển thị đồng hồ thời gian với diện mạo khác, bởi vì bắt đầu từ Hải Vương Tinh trở ra sẽ là một hành trình rất dài đến tận cùng của vũ trụ. Các bạn hãy thắt dây an toàn, chúng ta lại chuẩn bị bay vào khu vực có thể xảy ra nhiều va chạm. Khi tàu du hành bay qua quỹ đạo của Hải Vương Tinh, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào khu vực gọi là vành đai Kuiper. Đây là một vành đai được mở rộng từ 30 AU đến khoảng 50 AU. Chính bởi vậy, để bay qua được vành đai này, tàu du hành Tốp Thú Vị sẽ phải bay mất khoảng hơn 2 giờ mới thực hiện được điều đó. Như các bạn quan sát thấy, nơi đây tồn tại rất nhiều bụi và các mảnh vỡ. Các nhà khoa học cho rằng đây là nơi khởi nguồn của các sao chổi ngắn hạn như sao chổi Halley.
Theo tính toán của các nhà khoa học, ở trong vành đai này có khoảng 70.000 vật thể có đường kính lớn hơn 100 km. Nhưng có lẽ, tổng khối lượng của vành đai Kuiper không quá lớn. Họ cho rằng nó chỉ có khối lượng tương đương hoặc lớn hơn một chút khối lượng của trái đất. Và kia rồi, đó là Diêm Vương Tinh. Đây là cựu hành tinh của hệ mặt trời. Nó được coi là một phần của vành đai Kuiper. Người ta định nghĩa rằng các vật thể trong vành đai có quỹ đạo giống với Diêm Vương Tinh thì được gọi là thiên thể kiểu Diêm Vương Tinh. Ở trong vành đai Kuiper có một khoảng trống rõ ràng ở khoảng cách 49 AU, tức ở ngay vị trí chúng ta đang bay qua. Ở vị trí này, số lượng các vật thể được quan sát giảm rõ rệt. Một số các nhà khoa học cho rằng nó phải được quét sạch bởi một thế lực nào đó. Đó có thể là hành tinh thứ 9 của hệ mặt trời. Các bạn hãy quan sát kỹ nhé, biết đâu bạn lại là người đầu tiên tìm ra hành tinh thứ 9 của hệ mặt trời thì sao? Bay qua vành đai Kuiper, chúng ta có một thời gian khá dài để nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta đã đi được khoảng thời gian là 174 ngày di chuyển và chúng ta đang bắt đầu bay vào đám mây Oort, một đám mây có đường kính khoảng 1 năm ánh sáng. Điều này có nghĩa tàu du hành phải mất khoảng hơn nửa năm mới bay qua được đám mây này. Nơi đây là một khu vực cũng khá bình yên, chỉ có bụi và khí. Và đương nhiên như các bạn thấy trên màn hình, tàu du hành đã thay đổi giao diện đồng hồ để chúng ta dễ dàng quan sát. Các bạn thử đoán xem, bên ngoài đám mây Oort này sẽ là cái gì? Chúng ta sẽ có câu trả lời trong chuyến hành trình đến tận cùng vũ trụ của kỳ tiếp theo. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy video hay, hãy đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị các bạn nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.